Ngày nay đang vẽ trễ rồi Trần. Dạ. Ngày vẽ trễ rồi. Em đến sâu rực rồi này. Tất cả ô. Cái này không nấu cơm à? Nhà đông không? Có bà và cháu nhưng mà. Nói em ăn chơi trường nên ăn hai đứa. Ủa, đứa chồng em ở đâu? Chồng em ở bên quận 3. Do em ở với mình bà nội mấy nên là cưới về qua ở luôn. Ủa, đứa ba mẹ em đâu? Ba mất, còn mẹ là ở có chồng khác. Thế là em ở với bà nội hả? Hay là bà nội chứ không phải bà ngoại hả? Đây là chỉ có ở bà nội thôi. Nhà đấy nó làm xa chứ gì? Đi 15 phút hả em? Cũng xa mà. Mẹ Nhu thật đoạn nữa đi. Em sẽ anh Khê á, đi lên chỗ gần trường thân Khê đó. Thành chỗ nào đó nè. Chỗ đỗ trường thương mại đó. Bà nà bà ở đâu mà sai? Thở xuống dưới thì riêng. Vậy ta. Cái mẹ ông kia ông xin đi mà. Cái mẹ phải chăm. Con bé thì ông làm tóc mà mình cứ tưởng cái gì tóc. Chù, con chơi màu kinh dị lắm. Chứ màu mình xả luôn mà. Hà kêu Hà về mà ta. Về. Về luôn. Ủa đi lễ gì ngày nay đó hả? Thôi mình không hiểu đừng hỏi.
Chưa thấy mẹ có luôn á. Ừ, thế thì cứ là chuyện như thế à? Chuyện như thế. Hồi nãy ta mới mở rộ ra, đang đặt nó mụn. Nó mụn gì? Mua có cục chứ mấy. Cục viêm. Chưa thấy mẹ kiểu thấy chi. Mình thấy chị cũng dễ thương. Từ từ thấy cũng lành lành mà thấy lại là thấy lành. Chị học nhân đó mà chị rồi á, hôm qua chị rửa mặt với lại chị xe đồ mà thấy nó nhớ nhân, thấy nhanh mà thấy nặng mụn ok rồi đó. Thôi thử thử chứ mấy đây chồng con ơ à, chồng rồi chưa con. Xích kêu, kêu chồng con. Bé nên chị học thôi. Nói tới mẫu này kêu, rồi để em kêu chồng này. Nghe chồng mặt mụn không? Nghe rồi, em chữ âm xong nghe là em ra ngay rồi đó. Thật ra nghề này mà ai nhân ai khi đi dành mai. Rồi cái gì đó rồi. Okay, bên này cũng hư vì rớt đúng thế là nó sẽ bị hư thôi. Bà mua đó bà Hăng à, không biết từ chị mẹ gì. Nhiều nhiều mà cũng không được nhiều, bị đỏ nhiều hay. Điện thoại nó mấy ngày bữa qua không được mà qua em nhớ rồi. Qua bốn cái nó kìa đã nha. Có tội nhất là cái ngày hôm trưa hôm thứ hai đó. Hắn là tội nhất. Hắn à? Cái điện thoại này. À. Trời ơi, ngày nó không có cái gì thôi. Không có luôn. Mà trong khi không lẽ giờ nó cũng kỳ. Thôi bù trừ với hồi trước mình mình cho nên tội lỗi rồi. Mình nghe nói tội lỗi rồi, phải bù trừ với lại bữa nay làm không được mà. Nên không được thật sự luôn. Trưa chị gọi với con nói em có nghe không à? Gì nữa hỏi đó giờ mà tưởng nghe bên đứa chứ mà chị mô hồi lúc đi nằm đây nè.